Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin khoa học và công nghệ. Khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời phát sóng internet. Công ty Sky có trụ sở tại Roswell, New Mexico đang phát triển khinh khí cầu sử dụng năng lượng mặt trời để lơ lửng ở tầng bình lưu, phát tín hiệu internet tốc độ cao cho những cộng đồng xa xôi. Skyhat là khinh khí cầu helium không người lái dài 65m được thiết kế để cất cánh thẳng đứng, sau đó lên tới độ cao từ 60.000 đến 65.000 feet tức khoảng 18 đến 20 km. Nó có thể lơ lửng tại độ cao nhất định với bộ tọa độ GPS hoạt động nhờ pin quang điện tích hợp ở phần thân. Trong khi bay lơ lửng suốt nhiều tháng giữa các lần hoạt động, khinh khí cầu có thể thực hiện nhiệm vụ như truyền internet, broadband cho các khu vực hẻo lánh, theo dõi khí hậu và môi trường, quan sát cháy rừng hoặc các thiên tai khác. Đây là một phần trong dự án của tiểu bang New Mexico hợp tác với các công ty viễn thông để cung cấp Internet cho cộng đồng thổ dân Navajo, cũng như giám sát khí thải gây ô nhiễm. Skyhaft thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2021, duy trì kết nối dữ liệu với một điện thoại di động trên mặt đất, trải dài qua khoảng cách kỷ lục hơn 140 km. Trong thử nghiệm mới nhất tuần trước, khinh khí cầu này đã chứng minh khả năng charge pin ban ngày qua pin quang điện, sau đó sử dụng năng lượng từ pin để bay lơ lửng tại chỗ vào ban đêm. Công ty Sky cho biết đã lên kế hoạch đưa khinh khí cầu của họ vào hoạt động thương mại năm 2025. Quân đội Mỹ thử nghiệm robot tẩy rửa để chống lại các mối đe dọa hóa sinh. Trung tâm hóa sinh thuộc Bộ Tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu của quân đội Mỹ đang tiến hành thử nghiệm hệ thống robot thiết bị khử nhiễm tự động gọi tắt là AEDS có khả năng tẩy rửa vệ sinh an toàn cho các xe quân sự từng phải tiếp xúc với những chất nguy hiểm được trang bị một xe mặt đất không người lái gắn camera hệ thống này quét toàn bộ bề mặt của xe để xác định nơi bị ô nhiễm robot truyền thông tin này tới những nhân viên vận hành hệ thống ở khoảng cách an toàn sau đó thì một cánh tay điều khiển của robot sẽ phun chính xác dung dịch khử nhiễm vào những địa điểm đã bị ô nhiễm hiện tại để khử ô nhiễm một chiếc xe cần một toán từ 20 tới 30 binh sĩ tốn cả tiếng đồng hồ, tiêu tốn hơn 500 gallon nước và 50 gallon hóa chất khử nhiễm. Ngoài ra, việc các binh sĩ tiến hành những hoạt động khử nhiễm gần những khu vực nguy hiểm khiến họ có nguy cơ bị kẻ thù tấn công. Không chỉ vậy, các tác nhân nguyên tử, hóa học và sinh học rất nguy hiểm và có khả năng gây tử vong ngay cả với khối lượng nhỏ. Các binh sĩ thường phải mặc những bộ quần áo bảo hộ toàn thân cho quá trình khử nhiễm bằng tay. Theo chương trình thử nghiệm mới, hệ thống robot AEDS đã được 4 binh sĩ vận hành trong vòng trong 4 ngày và đưa ra các phản hồi, nhóm phát triển cho biết là những tác nhân hóa học và sinh học là vũ khí có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho một hoạt động của quân đội. Hệ thống robot tẩy rửa AEDS với khả năng giải quyết nhanh chóng là điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Phát minh mới treo cầm máu chỉ trong vài giây, cơ quan quản lý thực và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã chấp thuận cho sử dụng một loại gel của công ty Kreslen có trụ sở tại Brooklyn, New York để cầm máu nhanh chóng có khả năng giúp cứu mạng trong các trường hợp y tế khẩn cấp hay trên chiến trường. Khác với những sản phẩm đã được chấp thuận trước đây cho các vết xước và vết cắt nhỏ, loại treo mới có tên là Trauma Gel có thể được sử dụng cho các vết thương đe dọa tính mạng. Theo phương pháp điều trị hiện tại, bao gồm gạt và các tác nhân hóa học khác, mất hơn 5 phút để có tác dụng, đồng thời cũng phải ấn vào vết thương, trong khi Trauma Gel chỉ mất vài giây. Loại treo này có nguồn gốc từ tảo, được đựng trong ống chích đã nạp sẵn, có thể kiểm soát tạm thời lưu lượng máu khi bôi ngoài vết thương và không cần phải ấn bằng tay vào vết thương để tạo cục máu đông. Đây là thiết bị y tế cầm máu đầu tiên được FDA chấp thuận để sử dụng tạm thời cho các vết thương bên ngoài. CEO công ty Cresilon Joe Landolina, người đã phát minh ra công nghệ gel cầm máu có nguồn gốc từ thực vật khi mới 17 tuổi, cho biết trauma gel dùng cho các vết đông vết thương do súng bắn, hay tai nạn giao thông và bất kỳ trường hợp nào khác giúp cầm máu và có thể ngăn tử vong. 91% tỷ lệ tử vong trên chiến trường liên quan đến tình trạng xuất huyết có thể phòng ngừa được, nghĩa là nếu chỉ có một sản phẩm tốt hơn để cầm máu, vô số sinh mạng có thể được cứu. Quasileon cho biết họ muốn phát triển và sản xuất trauma gel để đáp ứng nhu cầu của quân đội Hoa Kỳ. Các cơ quan y tế của chính phủ, hệ thống dịch vụ y tế khẩn cấp và các chuyên gia y tế Công ty dự định sẽ đưa sản phẩm mới ra thị trường vào cuối năm nay. Phát minh mới, vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho nhựa. Với tình trạng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, một nhóm nghiên cứu trường đại học Warwick ở Anh Quốc đã phát triển một loại vật liệu mới gọi là Eutactic, hữu cơ hỗn hợp các phân tử hữu cơ nhỏ hoạt động giống như nhựa nhưng bền vững hơn nhiều. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các phân tử hữu cơ nhỏ không thấm nước và đã tạo ra được một loại các chất lỏng Eutactic không thấm nước và thủy tinh. Rào cản chính trong việc phát triển những sản phẩm thay thế nhựa bền vững là bảo đảm độ bền lâu dài. Nhóm nghiên cứu đã giải quyết thách thức này bằng cách là tiến hành phân tích nhiễu xạ tia X quang đối với những vật liệu vô định hình trong hơn 14 tháng. Điều này đã xác nhận khả năng chống lại quá trình kết dính của chúng, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. Các chất lỏng đều thể hiện chỉ số dễ vỡ thấp cho thấy là chúng phù hợp với nhiều kỹ thuật sản xuất khác nhau, bao gồm thổi thủy tinh, kéo sợi, tạo màng và đúc khuôn. Nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng những vật liệu này có thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng cụ thể khác nhau bằng cách là trộn các eutectic khác nhau hoặc thêm chất hóa dẻo. Họ tin rằng những eutectic hữu cơ phân tử nhỏ này mang đến cơ hội để phát triển thêm những vật liệu hiệu suất cao có thay thế cho các polymer nhựa thông thường trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nhật Bản thử nghiệm tàu chạy bằng phân bò Hãng vận tải đường biển Mitsui OSK Lines của Nhật Bản đang hợp tác với công ty sữa Takanashi Milk Products và một số đối tác khác tiến hành cuộc nghiên cứu khám phá tiềm năng của khí biometan thân thiện với môi trường để dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy và tàu thuyền. Biomethan, một dạng khí gas sinh học tinh chế được sản xuất bằng phân bò từ các trang trại bò sữa địa phương, làm giảm đáng kể khí thải và chi phí nhiên liệu và có thể giúp giảm chất thải chôn lấp và các mối nguy hại với môi trường. Nhiều quốc gia trên thế giới đang công nhận giá trị của biomethan như một loại nhiên liệu sạch trong cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Hãng vận tải biển CMA CGM của Pháp đã giới thiệu dịch vụ vận chuyển đầu tiên chạy bằng khí biometan từ năm 2021. Tháng 12 năm ngoái, công ty khởi nghiệp Interstellar Technologies của Nhật Bản đã thử nghiệm thành công động cơ hỏa tiễn zero nguyên mẫu chạy bằng biometan lỏng có nguồn gốc từ phân bò công ty sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm nâng cao để xác nhận rằng nhiên liệu được tạo ra từ phân bò có thể được sử dụng an toàn bền vững đủ để hỏa tiễn của họ có thể mang theo các vệ tinh nhỏ vào không gian